Và bây giờ là phần thứ ba mà cũng là phần cuối của Trần Xuân Lộc Long Khánh Kẻ Cắp Gặp Bà Già của tác giả Nguyễn Hiệp. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Trung đoàn 95B, sư đoàn 325 phải tập trung toàn lực để quyết tiêu diệt cụm cứ điểm đồi Móng Ngựa. Lợi dụng khoảng thời gian tạm ngừng giao tranh, năm quân tăng viện lên đồi thêm đại đội 4, tiểu đoàn 3, trung đoàn 52 bộ binh của thiếu úy Mai Mạnh Liêu và bộ chỉ huy nhẹ tiểu đoàn của đại úy Hà Văn Cho, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, trung đoàn 52, sư đoàn 18 bộ binh. Tinh thần binh sĩ cố thủ trên đồi lên theo. Dễ hiểu bởi Hà Văn Cho từng coi trinh sát nổi tiếng của sư đoàn và là tác giả cuộc tái chiếm đồi gió trong trận chiến An Lộc 1972. Pháo binh Bắc quân tập trung bắn áp đạo tối đa vào phòng tuyến Nam quân, trải từ đồi Móng Ngựa dài xuống bộ chỉ huy chiến đoàn 52. Trận đánh trên sườn đồi ác liệt, kéo dài. Trên đồi Móng Ngựa thưa thớt hơn sau nhiều đợt pháo. Những sinh mạng chừng 100 tấm bia sống động đi lên, dòng tới, điếc không sợ súng. Binh sĩ Nam quân nhìn thấy rõ những cậu bé vừa đi vừa chống đối. Có cậu gặm một khúc mía dở, cậu thì nhai vội vã một trái cây. Thản nhiên như trong một bài tập trận giả tại một trung tâm huấn luyện nào đó, người lính miền Nam không thể làm gì khác hơn là nhắm bắn những tấm bia trên xạ trường, từng phát một chính xác, tiết kiệm đạn dược. Họ không còn lấy làm lạ, bởi qua nhiều cuộc đụng độ, bắt được nhiều tù binh miền Bắc mới lớn, ốm yếu, xanh xao, và nghe khai báo, chỉ được tập bắn khoảng 10 viên đạn rồi bị đưa ra mặt trận, đi B, tức là vào miền Nam. Giữa các đợt xung phong của toàn trung đoàn 95B, sư đoàn 325 Bắc quân là hỏa lực pháo tập bắn ồ ạt, xen kẽ ròng rã 12 giờ liên tục suốt ngày 15 tháng 4. Ngọn đồi xanh mát đã trở thành ngọn đồi trống trơn. Khu cây trái xum xuê đã biến thành cánh đồng quang đãng. Thiếu úy Mai Mạnh Liêu bảo vệ tiểu đoàn không còn có gì tồn tại xung quanh, xác địch ngổn ngang trên đồi. Thân cây và xác chết chồng chất lên từng đống. Đến hơn 5 giờ chiều, đơn vị trưởng Nam quân trên đồi Móng Ngựa phải xin phi cơ và pháo binh chụp thẳng lên đầu vì cứ điểm đã bị tràn ngập. Tại tuyến của bộ chỉ huy chiến đoàn 52 bộ binh trừ, Bắc quân cũng tập trung pháo tập ác liệt, yểm trợ trung đoàn 274, sư đoàn 6 từ các hướng Nam, Đông và Bắc tràn vào mục tiêu. Lúc 1 giờ trưa ngày 15 tháng 4, giao tranh nổ ra dữ dội tại mọi vị trí đề kháng của tiểu đoàn 3, trung đoàn 52 bộ binh, đại đội trinh sát 52 và chi đoàn 2 trên 5 thiết kỵ. Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 điều động lực lượng xung kích quân đoàn 3 của chuẩn tướng Trần Quang Khôi, trung đoàn 8 sư đoàn 5 bộ binh của trung tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng từ trảng bom theo quốc lộ 1 kéo về tăng viện. Giao tranh tiếp tục xảy ra do trung đoàn 33 sư đoàn 6 Bắc quân tổ chức chốt chặn tại phía đông ấp Hưng Nghĩa, cách phía tây Dầu Dây 3 cây số. Tiểu đoàn 64 biệt động quân của trung tá Nguyễn Chiêu Minh cùng chi đoàn 1 trên 15 thiết kỵ của đại úy Phạm Văn Bản tấn công chiếm được đồi 122 ở hướng Bắc, nhưng bị Bắc quân phản công tái chiếm quyết liệt. Giao tranh kéo dài và lực lượng của tướng Trần Quang Khôi đã không vượt qua được ngọn đồi này. Hướng tiến quân của trung đoàn 8 sư đoàn 5 bộ binh và chiến đoàn 322 chiến xa cũng bị hơn 10 chốt chặn cấp trung đội Bắc quân cầm chân trên quốc lộ 1. Giao tranh xảy ra liên tục, nhưng Nam quân đã không thể tái chiếm lại ngã ba Dầu Dây. Đêm 15 tháng 4, tuyến Dầu Dây tan vỡ, hầm chỉ huy chiến đoàn 52 bị trúng đạn pháo sụp đổ. Về chiều, pháo địch càng gia tăng, nóng nảy dữ dằn. Căn hầm khá vững của đại tá Dũng bị đánh sập. Cuối sân, hai chiếc thiết giáp M41 bốc khói ngùn ngục. Đại tá Dũng thoát ra khỏi hầm an toàn, lem luốc, chạy sang bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 trung đoàn 52 gần thung lũng. Cây anten bên hầm đại tá Dũng lại bị đánh gãy, nằm gục ven sân. Bên kia sân,
Thiếu tá Nguyễn Thanh Trước, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 182 pháo binh, toàn thân đen đố vì khói đạn, tiếp tục điều khiển tác xạ. Những khẩu đại bác nhắn lửa nghe y ầm, như từ đâu vọng lại. Bộ chỉ huy chiến đoàn 52 bộ binh cùng các thành phần còn lại triệt thoái qua phía Tây, được chi đoàn 1 trên 18 chiến xa của đại quý Hà Trung Hiếu trong lực lượng xung kích quân đoàn 3 đang án ngự tại ấp Bầu Hàm tiếp thoái. Toàn chiến đoàn tổng thất khoảng 60%, chỉ còn hơn 200 quân, trong đó tổng thất 3/4 quân số về bộ binh. Chi đoàn 2 trên 5 thiết kỵ tổng thất 1/4 quân số và 10 chiến cụ M41, M113 bị phá hủy. Ban chỉ huy chi khu Kiệm Tân cũng tan rã, nhưng giao tranh vẫn giằng co tại các xứ đạo trong vùng Gia Kiệm. Đến tối ngày 17 tháng 4, các ấp Lê Lợi, ấp Nguyễn Huệ mới thất thủ. Tuyến cảng của chiến đoàn 318 trên 3 thiết kỵ tại Bầu Hàm bị tấn công áp đảo. Pháo binh phải can thiệp cận tuyến 150m mới đẩy lui, tạm thời giải tỏa được áp lực của Bắc quân. Để kiềm hãm đà xung kích tiếp tục của Bắc quân, trưa ngày 16 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Văn Toạc đã xin lệnh Bộ Tổng Tham mưu ném hai quả bom BLU-82 xuống Nam Kiệm Tân và dọc theo tuyến Định Quán - Dầu Dây. Từ ngày 1 tháng 4 đến 19 tháng 4 năm 1975, Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện 665 phi xuất yểm trợ cho chiến trường Xuân Lộc - Long Khánh. Trên các vận tải cơ C-130A đã thi hành được 153 phi vụ oanh kích, sử dụng bom xăng phế thải, bom chùm và bom BLU-82 đánh vào những vị trí tập trung Bắc quân ở Phan Rang, Phan Thiết và Xuân Lộc, Long Khánh. Ngày 19 tháng 4, đáp ứng nguồn tin khai thác được từ biệt đội quân báo, thêm hai quả bom BLU-82 được ném tiếp xuống vùng tập trung tiểu đoàn cơ động Bình Dương của Trịnh Văn Thích mới kéo qua tăng viện và tiểu đoàn xe tăng 24 của lữ đoàn tăng M26. Về tăng cường cho sư đoàn 7 Bắc quân tại Đồng Điền, Dương Xuân Nữ, Bảo Chánh, cách Xuân Lộc 8 cây số. Bắc quân bị thiệt hại rất nặng nề. Hai bộ tư lệnh duyên hải của Trung tướng Lê Trọng Tấn và bộ tư lệnh quân đoàn 4 của Thiếu tướng Hoàng Cầm đặt trong vùng núi Sa Rai, Chứa Chan, Đông Xuân Lộc 13 cây số, phải rút lui ngay về Trừng Lá, Bình Tuy. Tính đến ngày 19 tháng 4, có tất cả 9 bom BLU-82 DC Cutter được đưa ra sử dụng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cũng dự trù xin thêm 5 quả bom BLU-82 nữa, nhưng được trả lời không còn mồi nổ. Phi cơ Hoa Kỳ cũng bí mật tham chiến, thả 6 quả bom BLU-82 xuống vùng chung quanh Xuân Lộc. Theo Đại tướng Cao Văn Viên, Giáo sư Trần Đông Phong, tức Trần Đức Thắng, chủ bút Nguyệt Sang Anh ngữ Free Form Sài Gòn. Trong hai đêm 28-29 tháng 4, có 3 vận tải cơ C-130E Hoa Kỳ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Hai trong số đó đã mang thêm bom BLU-82 cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có một chiếc bị trúng đạn pháo kích và là phi cơ C-130E sau cùng của Hoa Kỳ bị phá hủy trong chiến tranh Việt Nam. Bộ Tư lệnh Không lực 7 Hoa Kỳ USSAG-7AF tại Nakhon Phanom, Thái Lan cũng ngại Sài Gòn sẽ bị phong tỏa bởi lực lượng phòng không Bắc quân, nên yêu cầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đưa 10 chiến đấu cơ F-4C, F-4D của biệt đội Wild Wiesel từ căn cứ Kedana, Okinawa đến căn cứ không quân Korat, Thái Lan. Trong các ngày 20-21 tháng 4, các phi cơ của biệt đội đặc nhiệm có trang bị hệ thống truy tìm điện tử ECM, khám phá và vô hiệu hóa radar chỉ huy, điều hành các hệ thống phòng không, đạt không kích bằng hỏa tiễn không địa và bom CBU-58, CBU-71, tiêu diệt 3 vị trí phòng không 57 ly trong vùng 10 dặm phía đông bắc Sài Gòn. Cũng có tin tức về cuộc đánh phá nhằm vào một dàn hỏa tiễn SA-2 phía đông bắc quân khu 3 của Wild Wiesel và các báo cáo về vài cuộc oanh tạc khác của không lực Hoa Kỳ.
Tất cả những sự kiện này đều không được Washington xác nhận, bị từ chối trả lời hay tránh đưa ra bình luận bởi các giới chức Hoa Kỳ có thẩm quyền, gồm luôn cả đại sứ Graham Martin. Ngày 18 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 quân khu 3 chuẩn bị di chuyển từ Biên Hòa về Gò Vấp. Chiến sự vẫn tiếp tục kéo dài trong vùng ngoại vi thị xã Xuân Lộc. Hai sư đoàn 7 và 341 Bắc quân chuyển sang bao vây và duy trì áp lực thường xuyên lên tuyến địch, nhằm cầm chân, ngăn chặn sự phản công, ứng cứu của quân dù từ mạng dưới lên. Trong khi đó, các hoạt động phối hợp, yểm trợ chiến thuật của sư đoàn 3 không quân cũng bắt đầu suy giảm mạnh. Những kho dự trữ bom đạn tại Biên Hòa, Long Bình, Gò Vấp và thành Tuy Hạ đều cạn kiệt những loại bom 500, 750, 1.000 pound, chỉ còn loại bom nhỏ MK-81 cỡ 250 pound. Tai hại hơn, trong một phi vụ A-1 Sky Raider do Đại quý Trần Văn Phúc và Trung quý Nguyễn Văn Chuyên thuộc phi đoàn 518 thi hành vào tối ngày 19 tháng 4, nhằm tấn công vị trí pháo 130 ly của Bắc quân, đã được xác định cụ thể tại Bắc Tân Uyên, đang pháo kích phi trường Biên Hòa. Nhưng Trung tướng Nguyễn Văn Toàn vẫn hủy lệnh không tập với lý do tọa độ đó là nơi đóng quân của quân bạn. Hậu quả cuối cùng là kho bom tại Biên Hòa đã trúng đạn pháo và bị phá hủy hoàn toàn vào sáng 20 tháng 4. Các phi đoàn máy bay của Sư đoàn 3 không quân phân tán về Tân Sơn Nhất và Cần Thơ từ ngày 21 tháng 4 năm 75. Các lực lượng Nam quân ở Xuân Lộc cũng nhận được lệnh triệt thoái, hầu tránh những tổn thất vô ích vì vai trò cản phá ngoại vi cho Sài Gòn đã mất tác dụng. Các phản ứng giằng co chống giải pháp lui binh của những cấp chỉ huy chiến trường Nam quân với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chỉ được giải quyết khi Trung tướng Nguyễn Văn Toàn bay vào Xuân Lộc gặp Chuẩn tướng Lê Minh Đảo ngày 20 tháng 4 với lệnh trực tiếp của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là bỏ Xuân Lộc. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn vào đây bằng máy bay, truyền lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là mọi lực lượng phải triệt thoái khỏi Long Khánh để bảo toàn kéo lui về bảo vệ cho Sài Gòn. Nhưng khi thực hiện, Lữ đoàn dù mới biết không rút về Biên Hòa để phòng thủ cho thủ đô, mà được lệnh đi ngược qua phía Vũng Tàu. Tối 20 tháng 4, các đơn vị Nam quân tại Xuân Lộc thi hành lui binh theo liên tỉnh Lộ 2, từ ngã ba Tân Phong về hướng Bình Dạ, Phước Tuy, trên chặng đường dài 40 cây số, Trung đoàn 48, Sư đoàn 18 bộ binh mở đường, lần lượt tới Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 bộ binh, các đơn vị yểm trợ trực thuộc, Trung đội Đại Bác tự hành 175 ly, Tiểu đoàn 82 biệt động quân Bộ Chỉ huy và Địa phương quân Nghĩa quân Tiểu khu Long Khánh, Trung đoàn 43 Sư đoàn 18 và Lữ đoàn 1 dù, Đại đội 93 dù đoạn hậu, đoàn di tản, đoạn chiến trời vùng lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 4. Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 43 Sư đoàn 18 bộ binh của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế với hai đại bác 105 ly tại Núi Thị và đại đội trinh sát 43 của Trung quý Dương Trọng Khoát tại Núi Ma duy trì ở lại tại chỗ, vẫn tiếp tục tác xạ cầm chừng và hoạt động nghi binh. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo và Bộ Tham mưu cùng hành quân bộ với đạo quân triệt thoái. Quân rút đi thì dân cũng đi theo. Dân chúng các ấp Bảo Bình, Bảo Toàn, Bảo Hòa tập trung sẵn hai bên vệ đường và nối theo đoàn quân triệt thoái. Cuộc lưu binh thành công và ít thiệt hại. Pháo đội C3 pháo binh dù và một trung đội trinh sát dù rút xuống đóng tạm tại Cẩm Mỹ phía nam Tân Phong 12 cây số yểm trợ lui binh. Bị hai tiểu đoàn Bắc quân tràn ngập, ba đại bác 105 ly bị phá hủy, đại quý Nguyễn Văn Điệp pháo đội trưởng hy sinh. Tại ngã ba Xà Bang cũng trong xã Cẩm Mỹ, Bộ Chỉ huy tiểu khu Long Khánh đã bị Bắc quân phục kích đánh chặn, đại tá Phạm Văn Phúc tiểu khu trưởng bị bắt và trung tá Lê Quang Định tiểu khu phó hy sinh. Tiểu đoàn 7 dù của thiếu tá Nguyễn Lâu và chi đoàn 2/5 thiết kỵ của đại quý Vũ Đình Lưu hành quân tiếp thoái từ quận Đức Thạnh, Phước Tuy lên Xà Bang. Hai bên giao tiếp tại phía bắc quận lỵ Đức Thạnh 5 cây số và bắc tỉnh lỵ Phước Tuy 20 cây số. Chiều ngày 21 tháng 4, phần lớn đạo quân triệt thoái đã về đến được Bình Giã.
tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh và đại đội trinh sát 43 mới được lệnh di tản lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 4. Trên đường Trúc Trang ngã ba Tân Phong, đại đội trinh sát 43 đụng độ với trung đoàn 274 sư đoàn 6 chốt chặn tại đèo Mẹ Bồng Con, phải băng rừng qua phía Tây. Sau 5 ngày vừa đi vừa giao tranh, đại đội trinh sát 43 mới được trực thăng tìm cứu giải thoát. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 phá hủy hai đại bác 105 ly và trút ngang qua các khu vực đã do Bắc quân kiểm soát nên bị truy kích, vây đánh liên tục. Cánh B của đại quý tiểu đoàn phó Nguyễn Tấn Chi bị tổn thất tương đối nhẹ. Ra đến Long Bình ngày 24 tháng 4, cánh A của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế gần như tan rã sau các đợt giao tranh, tao ngộ chiến trong rừng cao su. Chỉ còn 27 quân được trực thăng tìm cứu đưa về Long Bình ngày 25 tháng 4. Kết thúc trận đánh dài 12 ngày đêm, sư đoàn 18 bộ binh bị tổn thất khoảng 30% quân số tại mặt trận thị xã. Riêng lực lượng địa phương quân nghĩa quân của tiểu khu Long Khánh bị thiệt hại rất nặng nề, lên đến hơn 60%. Tuy nhiên, tổng quân số lui binh về đến vùng an toàn vẫn còn được hơn 10.000 quân. Sau khi sư đoàn 18 bộ binh đã hoàn toàn triệt thoái ra khỏi mặt trận, một đơn vị của sư đoàn 341 Bắc quân di chuyển từ đèo Mẹ Bồng Con đến Cua Heo dọc quốc lộ 1, đến xã Tân Lập ven đường xe lửa Tây Nam nối thị 3 cây số và cách phía Tây thị xã Xuân Lộc 5 cây số rưỡi. Bắc quân bị vướng mìn Claymore do Nam quân gài đặt trước đó và bị một số tổn thất. Sư đoàn 341 quyết định và phổ biến xuống cho toán tiền quân, chỉ thị thà giết lầm hơn bỏ sót do dân ở đây toàn là bọn di cư Thiên Chúa giáo ác ôn. Cán binh Bắc quân đã tác xạ vào khu dân cư bằng đủ loại vũ khí cộng đồng, cũng như cá nhân, dù không có một sự kháng cự nào. Kết quả có 183 nạn nhân, phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em bị tàn sát. Sau đó, bị tán chung vào một hố tập thể ngay xã Tân Lập. Trung úy Phạm Văn Kính, phân chi khu trưởng Tân Lập và thiếu tá Nguyễn Văn Dư, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 43, cũng đều bị Bắc quân tìm tới nhà bắt đưa đi thủ tiêu khi chiến tranh vừa mới chấm dứt. Ngày 19 tháng 4, Đô đốc Noel E. Gaylor, tư lệnh quân lực Hoa Kỳ tại vùng Thái Bình Dương, đến Sài Gòn trực tiếp thẩm định tình hình và lượng giá các khả năng di tản khả thi. Tại Washington, Ủy ban đặc nhiệm di tản WSAG cũng được thiết lập do Dean Brown thuộc Bộ Ngoại giao cầm đầu. Trong hai ngày 17-18 tháng 4, Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thưởng dự chi 327 triệu đô la và thông qua quyết định cho phép Tổng thống Gerald Ford được quyền sử dụng quân lực di tản người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Henry Kissinger cũng qua trung gian. Anatoly Dobrynin, đại sứ Liên Xô tại Washington, gửi một công điện tối khẩn cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Theo Kissinger, vì quyền lợi lâu dài Xô-Mỹ, vì nguyên tắc tự chế, đồng thời để tránh hậu quả rất tai hại có thể xảy ra cho miền Bắc Việt Nam, Moscow nên hợp tác giúp sắp xếp với Hà Nội một thỏa thuận ngầm về ngừng bắn ngắn hạn tạm thời, cho Washington có thuận lợi trong công tác di tản công dân Hoa Kỳ cùng một số người Việt Nam có liên hệ trực tiếp và đặc biệt với Hoa Kỳ. Đề nghị được Liên Xô chấp nhận mau lẹ, và Hà Nội cũng bắn tiếng không có ý định ngăn cản việc di tản hay muốn làm tổn thương thêm danh dự của Hoa Kỳ. Dù bị Đô đốc Noel E. Gaylor phản đối, Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn vẫn cử đại tá Harry Summer làm thông tín viên con thoi thường trực với Hà Nội. Chỉ có đại sứ Graham Martin và phó đại sứ Wolf Lehman biết mối liên hệ tay ba Hà Nội, Moscow và Washington. Tuy nhiên, điều thỏa thuận căn bản đã đạt được là Hà Nội đồng ý sẽ chờ bên ngoài Sài Gòn cho Hoa Kỳ trút đi trong yên ổn, chỉ với điều kiện mọi chiến cụ và phương tiện chiến tranh đều phải được để lại toàn bộ nguyên vẹn. Về phía Hoa Kỳ, trong một bức thư trao tay trực tiếp cho Hà Nội, Hoa Kỳ nhấn mạnh đến các pháo đài bay B-52 ở Thái Lan
và lực lượng không quân của hạm đội 7 đã và đang được đặt trong tình trạng báo động. Bất kỳ một sự khinh suất nhỏ nào của Hà Nội cũng đều có thể đưa đến một hành động trả đũa khốc liệt. Để cụ thể hóa áp lực, Hoa Kỳ giúp sư đoàn 50 kỵ thả tiếp hai quả bom CPU-55 xuống vùng Bảo Vinh, Bình Lộc phía đông bắc Dầu Giây ngày 21 tháng 4. Bắc quân tổn thất rất kinh hoàng. Vị trí quả bom rơi ở Cua C, hay còn gọi là Dốc C, trên đường vào sở Bình Lộc và tại suối Nhạn. Đây là nơi quân chủ lực của ta ém quân. Dốc C rất sâu, như một công sự tự nhiên khá an toàn. Cây cối rậm rạp. Lúc đó tôi nghe bộ đội báo là lực lượng địa phương chuẩn bị đón 500 thương binh sau khi quả bom được thả. Anh em được đưa về khu vực vườn mít nằm ngổn ngang. Đại tướng Bắc quân Võ Nguyên Giáp qua bản tin loan tải ngày 23 tháng 4 của AFP mới hoảng hốt gửi điện văn 94B tới Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, thúc giục gia tăng cường độ pháo kích các phi trường và lệnh các đơn vị tham chiến phải cố tiếp cận xen kẽ với Nam quân để tránh bị oanh kích tiếp tục. Ngày 24 tháng 4, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh và chính phủ Trung Cộng đều kịch liệt phản đối, tố cáo bọn tội phạm chiến tranh Mỹ ngụy đã khinh thường mọi tiêu chuẩn đạo đức. Sự chiến đấu anh dũng của những người lính Nam quân đã bị lợi dụng trên căn bản, dù thâu lượm được một số chiến thắng đáng kể tại quân khu 3, nhưng những người lính miền Nam đang bị viễn cảnh thất bại, ám ảnh nên dễ tuyệt vọng, chủ bại. Phúc trình của tướng F.C. Wagen. Trong khi các tổn thất của Bắc quân cũng trở thành vô ích và phi lý do đề nghị quân viện bổ túc 300 triệu đô la cho Việt Nam Cộng Hòa đã bị lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ, với một tỷ lệ áp đảo tuyệt đối nhằm mục đích tối hậu buộc miền Nam Việt Nam tiến tới một tình thế ổn định dù ở dưới bất cứ một hình thức nào. Thân phận và thân xác thanh niên cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đang tiếp tục bồi đắp thêm cho đống xương vô định. Trên mọi thực tế không hơn gì số phận con chốt thí trong cuộc cờ chính trị giữa các siêu cường. Ván bài phân chia thiên hạ sắp sửa đi vào kết thúc cho trật tự thế giới được ngã ngủ. Tác giả Thiếu úy Nguyễn Hiệp. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.